លោកប្រឹកឡើងអញទៅមើលជាមួយអ្នកនោះដល់ប្រឹកឡើងអញទៅមើលជាមួយអ្នកនោះហើយអញដោះយកទៅដាក់អន្ទាក់ឲ្យចេញពីផ្ទះដល់ដល់អន្ទាក់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel យើងខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរយើងនឹងនាំលោកអ្នកមកកាន់នីតិនិទានរឿងខ្លីៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ជាទីកំសាន្តដែលមានក្រុមចំណងជើងថាមនុស្សពីរនាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាសូមកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមរីករាយស្ដាប់ដោយតទៅរឿងមនុស
nâng nẹ mùi tới đá ăn tiệm phòng khí. Khi nhóm có đạn nơi cổ chớ, kế có đạn nơi tròn chớ. Bác láng tờ mơ phùm khớt ấn tiệm nơi nơi nâng đáy chóp sát ngủ tê. Khớn tay ấn tiệm nơi lơ tròn chớ chóp cả đàn mùi. Khi nhóm mình sốc chất bán dục sự kết đáy tới bất đăng sụp phía xếch. Sụp phía xếch có nơi dễ thà, nẹ ná dục ấy văn tự đoàn mốn. Nẹ nụ chí nế hát ní, bán chì khi nhóm phí. Ấy lơ kê tự đoàn khi nhóm mốn hơi, đủ chí nế tam tài lục ảnh nịch khi nhóm phong. Sụp phía tôn sai chú lại thà. Nà hai, cùng phí, chăm thang ngay rô xíl khi nhóm nâng tài chạm tử. Nà hai, cùng phí, chăm thang ngay rô xíl khi nhóm nâng nằm tử. Cháu nu cỏ ò, lũ đo thang ngay rổ xía, sụp phía tôn sai tận đọc tia sụp phía xếch. Sụp phía xếch sẽ rãi xu mọc thả, đôi mà đách cờ dù mà lè. Cái đây chăng kể hai, sụp phía tôn sai trở lại thả. Dường khi nhóm ban thì dù vết, vì bố ả lại tài mơ trái kháng ha lang si sẽ lập ổng phơ. Sụp phía xếch thả, bị đôn bị ta màu khu miên nà đại khơn đại lưu thả trái kháng dự. Trái kháng làng xí xí lạc ổng bờ tê. Sự phía tôn xa chá lại thả. Bị đón bị ta máu, bị mai bị ơ bằng cát máu. Nó ná đại khơn đại lưu thả ổn tệ nơi đây mình chóp. Sát, tớ chóp ai ổn tệ sát nơi trong chờ vĩnh. Hai sát đa chừng buồn phòng. Đại lưu tê ổ lộn nẻ sá rộng. Nụ sự phía xe nhím bùm hiên sẽ đây tọp tiết. Sự phía tôn xa có cắt sẽ cái đây ở trái đại đã ổn tệ nơi đây chứ nè. Ai sụp phía xếch đai ổng côi thua chia sụp phía nốt. Có không mát đòi xác luôn chia lùm một chùm nuốn sạch cả đánh. Có xếp bài mục tục tên nâng chân chiên đô chứ má lộp cẩn đòn. Chà, xúc một côn từ đó bốc mai bóng bóng đã bán tàn đàn sạch tăng bị đám rồi hộn đò chóp. Hai cơ xôm ô côn từ đó. Chẳng xôm chui subscribe đồng bấy ở bàn rừng thamay phong nè.